Hôm nay GoFood vào trong bệnh viện ung bướu để thăm một cái trường hợp, và GoFood vô tình gặp lại bé Ngọc bị ung thư xương đang nằm ở trong lầu 1 của bệnh viện ung bướu. Thì như mọi người cũng biết về bé Ngọc ung thư xương, GoFood đã chia sẻ được cũng vài lần và mọi người rất là quan tâm về cái trường hợp của Ngọc. Ở gần đây nhất thì GoFood cũng có nói với mọi người, cũng chia sẻ với mọi người là bé Ngọc hiện tại là sức khỏe rất là tốt, khi mà vô những cái liệu trình thuốc quá trị gọi là đáp ứng trong cơ thể của Ngọc, và mọi người rất là vui mừng. Và cái thời gian từ hôm trước tới đây là bây giờ cũng rất là lâu, và GoFood cũng không có gặp lại Ngọc, thì hôm nay lại đi vô trong bệnh viện rồi gặp, trước mắt là gặp được ba của bé Ngọc. Anh hay ngồi ở dưới cái khuôn viên của bệnh viện. Thì đây, trước mắt của mọi người là ba của bé Ngọc. Thì trước khi mà lên thăm lại Ngọc thì GoFood sẽ hỏi anh về cái sức khỏe cũng như là cái hướng điều trị của bé Ngọc sắp tới sẽ như thế nào. Em chào anh nha. Dạ. Hay xuống đây ngồi lắm hả? Dạ. Anh với lại chị với lại bé Ngọc là xuống ung bú này lâu chưa anh? Ngày. Vô quá trị tiếp hả? Dạ. Sao bác sĩ nói sao rồi, sức khỏe Ngọc như thế nào rồi anh? Dạ, bác sĩ có khám tổng quát rồi á, có báo cháu thì nó đáp ứng thuốc rồi. Dạ. Là từ trước tới giờ là vẫn tốt luôn đúng không? Không có gì thay đổi hết. Bây giờ là vô quá trị lần thứ mấy rồi anh? Lần thứ 5. Theo như em được biết là ở mấy lần trước á, là tại vì Ngọc mỗi lần vô quá trị á là phải bị bạch cầu rồi như thế nào, nói chung là phải xét nghiệm mấy cái khác nên là lúc nào cũng chậm hơn người khác, gọi là chậm hơn. Ví dụ người ta là khoảng vài một tháng là một lần đi, còn Ngọc là khoảng 2-3 tháng một lần, nên là bây giờ mới lần thứ 5. Bao nhiêu lần là mới đủ anh? Bác sĩ đã cho biết là vô 6 lần. Rồi trong 6 lần rồi còn điều trị tiếp nữa thôi bác sĩ. Dạ. Giờ nói chung là mỗi lần vô thuốc là cũng không có bị giật giả nhiều như lúc trước ha. Còn chân là bây giờ đi tó hay là đi chân giả? Cháu đang đi tó, đang tập đi tó. Dạ. Chừng nào mình dự định về quê? Mai cháu khám xét nghiệm máu lại nữa, thì nếu mà ổn thì bác sĩ cho về. Dạ. Thôi để em đi lên trên lầu, em gặp lại Ngọc. Hiện giờ là Ngọc đang ở lầu mấy? Lầu 1, phòng 201. Dạ, để em lên trảnh. Chị ở trên đó luôn không anh? Thôi em đi lên đó, tại vì á hôm nay là em đi vô trong đây em thăm một bé trong đây thì vô tình gặp anh. Đó, lên sẵn thì báo cho mọi người luôn, tại vì mọi người ngày nào cũng gọi điện đến tụi em hết á, hỏi về tình hình của Ngọc. Trước khi lên thì em hỏi anh, tại vì em thường thường là em vô đây em chỉ gặp chị thôi, ít gặp anh, cho em hỏi là cái này hỏi thiệt là cái cảm xúc của anh mà khi tới thời điểm giờ, từ lúc mà Ngọc bệnh cho tới mà bây giờ là gọi là đỡ rồi đó, thì cái cảm xúc của một người cha như thế nào? Trước hết thì cảm ơn anh, giờ thì cũng vui về cháu, nó cũng khỏe được tí rồi, mình cũng vui mừng. Trước thì buồn lắm, giờ thì cảm thấy nó hơi vui vui tí. Nay anh nhìn thấy anh mập mập ra, nói chung là mập mập hơn hôm bữa chút xíu, có da có thịt hơn. Nói chung bây giờ cũng không biết như thế nào, nhưng mà từ hồi điều trị tới giờ thì thấy khả quan hơn nhiều đúng không anh? Thấy cũng vui. Thôi em xin phép anh em lên nha. Dạ. Thì hôm nay thì Ngọc đang nằm ở phòng 201, lầu 1 của bệnh viện ung bướu. Đây, mẹ của bé Ngọc đây. Còn bên đây là Ngọc đang nằm. Đây. Chào Ngọc, cái Ngọc. Em chào chị nha chị. Dạ. Hồi nãy có nói chuyện với anh ở dưới đó. Nói chuyện thì anh có nói là mai là về rồi. Cũng may anh nay có duyên gặp, chứ thôi là về cũng không gặp. Em đi ở trên thăm một cái bé ở trên lầu 2 nè, hỏi gặp anh. Anh mới nói là Ngọc nằm đây để mẹ của bé Ngọc
nghe điện thoại rồi, thì qua đây. Sao rồi? Sao rồi gặp càng ngày càng thấy tròn vậy? Con biết. Lên mấy ký rồi? Con chưa cân nữa tại đâu. Chứ giờ là chú thấy là không thấy mắt luôn rồi đó. Mới vô quá trị hả? Dạ, mới vô được. Dạ dạ, chị xuống đi. Sao, con nói sao? Là xong xuôi hết rồi đó, 10 ngày rồi đó. Giờ con đợi thứ hai xét nghiệm máu là ổn gì vậy? Rồi bây giờ là sức khỏe của con sao? Dạ, con thấy cũng ổn. Càng ngày càng đỡ không? Dạ, đỡ hơn. Không có gì hết hả? Ý là chú nói là không có gì mà ngoài... Lúc trước á, con hay quá trị rồi con hay bị cái gì mà thiếu máu rồi thiếu bạch cầu rồi đó. Là bây giờ còn không? Dạ hết rồi. Ừ. Lúc nó vô thì nó bị thôi, giờ hết. Còn cái chân là lành hẳn chưa Ngọc? Dạ nó lành. Hồi nãy ba có nói là đi tó rồi phải không? Dạ, con tập đi ở nhà rồi chứ lên bệnh viện thì không có đi. Ở nhà đi rành không? Là cũng hay đi tó đi vòng vòng sớm nó viền rồi ở trên. Hiện giờ là con ăn ở Bình Phước hả? À, không, con về quê, không à. Áo mới nữa hả? Đồ mới hả? Có gì đây. Lên được bao nhiêu ký? Dạ, chưa cân. Lâu rồi chưa cân. Mẹ có nói là định chừng nào làm cái chân mới không? Hôm bữa có cái cô kia của nó tháng 6 hoặc tháng 12. À, cô làm cho con cái chân hả? Đợi con làm. Lâu quá không gặp ha. Cũng tháng mấy rồi, tháng mấy 2 tháng. Cũng 2 tháng rồi. Ủa hôm bữa là con nói là ở Bình Phước mà bây giờ là về quê nội. Về dưới lâu chưa? Cần Thơ? Dạ con về lâu rồi. Mấy đợt dưới Phước toàn con về quê không? Chắc ở dưới người ta mừng lắm hả? Còn bạn bè có tới thăm không? Dạ có. À chú quên hỏi, bây giờ chú hỏi cái việc mà hôm bữa cũng lâu rồi. Cái việc mà cái gọi là cái tương lai của con á, hôm bữa con có nói là con học nghề. Đúng không? Học nghề thì chú thật ra thì chú cũng không có đồng ý, rồi cô bác xem ở trên kênh của chú cũng không có đồng ý về cái việc mà con học nghề. Nhưng mà cái chủ yếu là cái do con thôi, đúng không? Còn bây giờ á, thì như thế nào cái việc đó? Con chưa suy nghĩ. Suy nghĩ lại đúng không? Dạ, chưa suy nghĩ. Để con lo chú mình. Và việc đó bây giờ gác rồi, gác lại rồi. Nhưng mà theo chú nghĩ nha là học tiếp nha. Nếu mà con... Sao? Ủa Ngọc, thường thường là hôm mấy cái lần mà con nằm ở trên lầu 2 hay gì, phải không? À, vậy là lâu quá không có nhớ. Cũng hai người nằm luôn hả? Nếu mà được là ngày mai về hả chị? Mai bác sĩ khám là nếu ổn thì mai về, rồi 2 tuần sau quay lên vô, 3 thứ 6. Mấy cái bạch cầu, mấy cái liên quan khác á, là ok không? Là được không? Hồi nãy anh có nói là 6 to hả? Bây giờ là to thứ 5, là xong to thứ 5 rồi. Xong to thứ 5 rồi, 2 tuần sau, nếu mà ngày mai chị về là đi to thứ 6. Rồi bác sĩ nói là trước là vô 6 to thứ thì đi, rồi sau là chị nhận cái bác sĩ làm gì đó thì từ từ bác sĩ nói sao. Vẫn một cái liều thuốc đó luôn. 5 to nữa. Một to là 10 ngày. À, một to là vô tới về là 10 ngày. Khi nào mình mới tóc của Ngọc là khi nào mà nó bình thường rồi? Khi nào mà Ngọc nó ngưng vô thuốc luôn á, là cái mà xuất viện luôn, là khỏe, được về nhà luôn. Không còn điều trị trên bệnh viện này nữa thì tóc Ngọc sẽ mọc lại, còn nếu như mà điều trị hoài thì... Vẫn có quá chất là vẫn... Vẫn có quá chất là tóc không thể nào. Dạ. Nó sẽ leo quay leo quay. Là tới to thứ 6 rồi bắt đầu mấy cho kết quả. Cho kết quả to thứ 6 là tổng quát lại hết. Là nếu mà khỏe thì hôm nay có
có vấn đề bác sĩ cho lịch trình của bác sĩ á, tiếp theo nữa gì á, thì chưa biết được. Dạ. Bác sĩ chưa nói mình chưa biết. Khi nào mà hết thứ sáu chị gọi điện cho em nha. Rồi có bác sĩ mà hết thứ sáu xong rồi bác sĩ cho cái liệu trình tiếp theo á, chị gọi điện cho em để em thông báo cho mọi người. Em nãy em nói sao gài nhìn không thấy mắt luôn. Ý em nói là sao gài nhìn không thấy mắt luôn mà. Tròn hơn hôm bữa nữa. Tròn hơn. Tròn hôm cái lần mà cuối cùng em gặp ở đây. Cái lần tôi gặp ở 208 này đó, cái này tròn hơn. Cái này là mát bữa mà chị Bồng đi cái tắm á, thì bé mới nói là mẹ ơi. Mẹ nói là mẹ ơi, con về chuyến này chắc con lên ký nữa mẹ. Hôm nay là thấy Ngọc nè, thấy anh nè, thấy chị nè, là tươi hơn. Hồi nãy em có hỏi anh nói là mừng dữ lắm á, anh nói mừng. Ngọc vô được năm to rồi thì tính to thứ này là gia Ngọc á sẽ đi trở lại con Bình Phước á, cái anh Gánh á đi làm tiếp tục. Rồi từ ngày mà bé Ngọc nó nhập viện ngày 30/4 tới bây giờ là không có đi làm, anh không có làm. Rồi bây giờ là xong rồi là chị đi về xuống Cần Thơ rồi anh sẽ làm kiếm tiền xoay sở tết tiếp tới nơi rồi. Dạ. Nếu mà to sao nó lại dịch lên thì thấy bé Ngọc nó cũng khỏe rồi. Dạ. Nói sao là đi mình ơi. Cái hôm trước là thấy cái da bị sạm, mà bây giờ hết sạm rồi. Bây giờ lại bình thường rồi. Nhưng mà không có đen bằng hôm trước nhiều. Chắc từ hồi bệnh tới giờ là lên khoảng 10kg không Ngọc? Chắc khoảng đó đó. Từ hồi mà tháo cái chân tới giờ đó. Tới giờ là nằm lên hơn 10kg hả chị? Hồi lúc bé tháo chân bé được có 25kg à. 27kg anh. 7kg nhưng mà hôm hổm thì căng được 31kg mà tháng 2 không có căng thì chưa biết. Từ bữa giờ có gì mới không? Kể cho chú với lại mọi người nghe. Chỉ có là cái chân là tháng 12 này là có thể có cái một cái chân mới. Đúng không chị? Có chân mới nhưng mà cô kia lại nói là tháng 6 thì được, cái tháng 12 này tại tháng 4 và tháng 12 này là cái chân của bé nó chưa có được giáp năm đó. Là cũng như là chưa có thể là gắn được cái chân vậy. Đúng rồi, cái cậu nói là tháng 6. Còn bác sĩ nói sao, bác sĩ nói cái chân là lành hẳn chưa? À, cái chân bé thì là lành rồi đó, nhưng mà cái sự mà như vậy nó còn hơi đau á. Thì để càng lâu là càng tốt đó. Đúng rồi, để càng lâu càng tốt. Nhưng mà có một cái là mình mong là cho nó đi được ha. Cho nó lành lại mà là một rồi dưới cái thịt da của nó cho nó đông nó liền lạc lại. Dạ. Hồi nãy chị nói là còn đau hả Ngọc? Ừ. Đúng rồi. Em cũng thấy mấy cái trường hợp như vậy là cũng bị mất cái phần chân đó, là cứ bị giật cái gân. Hồi nãy em có hỏi Ngọc là cái việc mà hôm trước đó chị lâu rồi đó, là việc mà sắp tới mà Ngọc nói là không có đi học nữa đó, rồi đi làm học nghề gì đó. Thì nãy em có nói là Ngọc nói là bây giờ cũng không có suy nghĩ thêm về cái việc đó. Cũng chưa biết như thế nào tại vì đang điều trị bệnh cho xong đã rồi đi đứng như thế nào. Rồi chị nghĩ như thế nào về sắp tới nè. Rồi bây giờ là chị cũng quyết định thú viên với Ngọc. Bây giờ nó cũng lớn rồi, nó quyết định của nó. Bây giờ học thì chị nó đi học lại mà nó không đi học lại rồi cũng không biết sao bây giờ. Dạ. Nữa giờ trước tiên là gia bệnh của cháu sẽ nó ổn định đi. Rồi sau này nó không học lại quyền của nó rồi học về hay là nó học cái gì á thì quyền của nó để cho nó quyết định. Dạ. Nếu mà bây giờ không có điều trị, nếu mà không có bệnh này là bây giờ là Ngọc học lớp 12 rồi. 12, học lớp 12 rồi. Dạ. 12 là năm nay học rồi, thi học rồi. Dạ. Là năm nay nếu mà không bệnh là được thi đại học rồi đó. Là được thi đại học. Đại học là mơ ước của Ngọc vô là làm cô giáo. À vậy đó hả? Dạ. Em mới nghe, em mới biết đó. Mơ ước là làm cô giáo. Cô giáo hả Ngọc? Nhưng mà bây giờ bệnh rồi á. Không có còn hứa làm cô giáo nữa. Ngọc mà làm cô giáo mà mặc áo dài rồi đẹp lắm á. Chị cho biết quyết định là lại học
chưa đau á, là quyết định là sẽ làm cô giáo. Tóc mà để tóc như nhịn thì dễ mấy cô điểm mấy cô nói vậy đó. Mấy cô nói Ngọc đó, à, mấy cô nói Ngọc ơi, con cái đầu chọc chứ con nhìn con dễ thương hơn, nó Ngọc dễ thương dữ lắm luôn. Không, bây giờ á, bây giờ em nhìn Ngọc á là quen mắt hơn lúc trước. Giờ em không có nhớ lúc nó có tóc, không nhớ. Thôi để vậy luôn đi. Cười. Nói chơi chứ giờ. Mà chú xin thấy mà tóc con ha, mà mọc ra được á là con hết bệnh luôn rồi đó, chứ con được xuất viện rồi đó chú xin. Thì còn mừng nữa đó. Nếu mà gán hết to thứ sáu này bác sĩ chuẩn đoán này nọ nên bác sĩ gọi là được cái là khỏi vô thuốc nữa rồi, có tóc lại. Nhiều khi qua to. Có cho làm cái gì nữa hết. Dạ. Tia hay là xạ nữa ha, là tóc vẫn rụng nha. À. Tia xạ là tóc rụng đó. Là bây giờ là chỉ là bây giờ là sáu to là chỉ có quá trị thôi. Ngày xưa hình như là tóc lúc trước là tóc hình như tới ở dưới đây đúng không? Ngang đây. Cái hồi em vô là Ngọc còn lấy tóc mà. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy là coi ở trong tấm hình nào á, đúng rồi, lúc mà em vô là tóc ngang vai. Ngang vai. Chị là em nhớ tóc dài là trong cái tấm hình nào ở đâu á. Ở trong cái tấm hình đó là tóc dài lúc đó là nó còn đang đi học. Nó nói dưới là dưới lúc trước tóc còn thì lúc đó là tóc dài lắm. Có cái nào dài tới trong quần á. À bây giờ chắc em về. À, thì thật ra là hôm nay là vô tình là có duyên gặp lại Ngọc. Rồi em sẵn thì em thông báo đến mọi người về cái tin vui là ngày hôm nay tiếp tục cho mọi người về cái sức khỏe của Ngọc là rất là tốt. Và ngày mai nếu mà không có gì thì về lại Cần Thơ đúng không chị? Dạ. Dạ. Thì sẵn đây thì GoFood xin chia sẻ lại về bé Ngọc đến cho mọi người. Nếu mà ai lần đầu xem trên trang GoFood là GoFood gặp Ngọc cách đây khoảng 5-6 tháng. Khi đó thì cái chân của Ngọc ở đây là bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư xương. Và cái chân lúc này là phù to ở đây. Rồi không có điều kiện để mà điều trị tại bệnh viện. Và được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Thì tới hiện tại thì bây giờ là sức khỏe của Ngọc đã đỡ hơn rất là nhiều sau năm to quá trị. Thì chú và mọi người cũng mong là cái sức khỏe của con sẽ tốt hơn. Rồi con có thể sắp tới là cái cô đó sẽ tặng cho con cái chân, rồi con đi lại, rồi con sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì chú cũng mong là như vậy. Rồi hồi nãy thì em cũng có nói với chị là sau cái to thứ 6 thì chị gọi điện cho em nha, để em thông báo cho mọi người sắp tới tại cái hết to thứ 6 thì bác sĩ sẽ làm như thế nào nữa ha chị. Thôi em về nha chị. Dạ. Chú về nha con. Thì chắc là qua ngày hôm nay thì chắc cũng là lâu lắm mới gặp lại Ngọc. Thì Ngọc có cái lời nào nói với mọi người không? Thời gian qua đó cho con thì con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy chú bên nước ngoài, trong nước và ngoài nước. Dạ, đỡ hỗ trợ cho con thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À. Cười. Thôi chú về nha. Yeah.